Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Damina Beauty do công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Damina Beauty cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Damina Beauty có thành phần là sơ ý isoflavone 40% 150mg, l kyestin 100mg, cao lá cây đông hầu 100mg, collagen 50mg, cao x mẫu 40mg, L-glutathione 20mg, chiết xuất trà xanh 20mg, greenenolon acetate 20mg cao đương quy 10mg, vitamin E 5UI và được bào chế dưới dạng viên nang. Damina Beauty mang lại cho người dùng công dụng, hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung collagen và chất chống oxy hóa cho cơ thể, giúp cải thiện tình trạng lão hóa da, khô da, nhăn da, nám, sạm da giúp làm đẹp da. Sản phẩm dùng cho các trường hợp, phụ nữ suy giảm nội tiết tố nữ với các biểu hiện như suy giảm chức năng sinh lý, bốc hỏa hay cáo gắt người mới xuất hiện các nếp nhăn, da khô, da sạm, phụ nữ có nhu cầu làm đẹp da. Sản phẩm Damina Beauty được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Damina Beauty được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Chống chỉ định khi sử dụng Damina Beauty, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Tác dụng của sản phẩm tùy thuộc vào sự hấp thu của từng người. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Damina Beauty, đồng thời biết cách sử dụng Damina Beauty sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham